Chú chào các bạn. Dũng đang đứng trước nhà. Buổi sáng nắng đẹp. Cũng lâu rồi mà được đứng trước nhà nhìn lại mảnh vườn của mình. Từ lúc mà Dũng khai trương đứa con thứ hai tinh thần thì bao nhiêu công việc thời gian đều dùng ở ngoài đường hết. Không có thời gian chăm sóc nó luôn. Các bạn thấy cây dâu dài không? Dâu dài hồi xưa nó chỉ là một cái chậu nhỏ thôi. Mà bây giờ cũng trồng, bây giờ cái gốc nó lên. Cái gốc lên rồi bây giờ nó tủ ra. Nó cũng phải làm cái vàng. Bây giờ nó lan ra tới đây luôn các bạn thấy ha. Tươi tốt ha. Thì chỉ là một gốc nhỏ thôi. Nhưng mà thấy mọc lên như vậy mình cũng thấy vui. Đó. Chanh nè các bạn. Nó đang phát triển tốt nè các bạn. Chanh. Trái à. Trái nè. Trái. Nhìn thấy thương ha. Không dám ăn luôn. Đó. Ở đây cũng là cái chanh nè các bạn. Chanh nè. Nhiều khi có những trái cây mà mình trồng các bạn mình không muốn ăn tại vì nhìn nó đẹp quá các bạn. Tại vì trái cây mà thấy nó lớn, hồi xưa nhỏ nó tủng rồi các bạn. Giờ thời gian sau cái là nó to lên vậy thấy vui. Cái này cây đào các bạn, giờ cái trái rỡ ra bông đẹp lắm. Lâu rồi đi một vòng, dạo một vòng ở nhà cho các bạn xem. Cái bông giấy là mình nó đã ra bà, nó đã ra cây là lá rồi, tốt lắm. Mình thì nhớ quá cho nên lướt vòng ha, nếu các bạn xem đây cái hoa đào là hai nụ nè các bạn đó. Thì mình sẽ dành cái ngày chủ nhật đó mình không đi làm đó các bạn, mình sẽ ra ngoài mình nhổ cỏ làm lại những luống cây đi xì. Bây giờ nó tràn lan ra đây luôn rồi, hoa đây xì giờ nhiều quá thì nó tràn, thì mấy mốt mình sẽ túm nó lên nó gọn lại chứ nó xum xuê quá đó. Các bạn thấy giờ không có thời gian, bây giờ cái vườn bông của mình giờ nó ra mà không có thể nào mà control được luôn. Mình phải tỉa túm lại cái cây hoa lồng đèn này, giờ nó tốt quá các bạn ơi, nó ra như cổ thụ luôn đó. Thì đây nữa nè, dân Bảo Lộc mà, mình là dân Bảo Lộc mà cho nên mê lắm, mê cây cối lắm đó. Hoa đủ hoa luôn, vườn này là bông không, vườn bông không. Đây là hoa mặt trời, sunflower nữa bạn. Rồi qua đây nữa là thì đấy, cây này khó sống mà nó sống được là tốt lắm các bạn ơi. Cây này nè, cây này sống được hay lắm. Vườn hồng nè, vườn hồng nè, hoa hồng nè, hoa lê ơn nè, hoa wow. Các bạn thấy không, đủ hoa luôn ha. Đó. Mỗi ngày thì Dũng tranh thủ thức dậy rồi có kịp thời gian thì cho con ăn, rồi tranh thủ thời gian cho con ăn, rồi con uống sữa, rồi uống thuốc bổ nữa. Thằng nhóc này hay uống thuốc bổ, rồi sau đó là cho lên xe đi học. Ở đây thì nhà thì cũng giờ mẹ vợ chăm sóc được mọi người đó. Bông mà mình không có chăm sóc tưới thì không có tốt. Các bạn nhìn thấy những mùi hoa hồng như thế này là tươi tốt cỡ nào ha, là nó cũng qua một quá trình để chăm sóc. Thường bông từ nhà có bông thì nó đẹp, nó tươi lên các bạn. Mình cũng không thích cỏ, cỏ thì có giả nhưng không thích, mình thích bông đó. Giờ thì mình đi ra xe, mình đi lên trên tiệm đi làm. Cuộc sống đời thường của người Việt ở Mỹ là vậy đó các bạn ha. Ở đây là cái sân bóng rổ của thằng nhóc chơi banh. Đây mình có một cái nhà kho nè các bạn, nó cũng lớn lắm, làm một cái nhà ở cũng được nữa, nhưng mà mình định để đồ các bạn. Đang đi phía sau nhà. Giờ đi ra xe, lên xe rồi đi cày tiếp. Một ngày bắt đầu một thú vị. Ở đây thì có một cái dàn bầu, dàn bướp các bạn thấy không. Giờ nó cái mùa này nó hết, qua mùa xuân đó là nó hết trồng được thì cũng phải chờ, cho nên để sẵn là mẹ mình lấy phơi dày luôn đó. Cái dàn này nè bạn, có lúc bầu với mướp đó các bạn, ăn không hết luôn, ăn đá luôn. Giờ mình ra xe đây. Ở đây thì khi mà mình lấy cái mua căn nhà này á các bạn,
mình làm lại hết tất cả các tường, tường giao kính cổng luôn các bạn, không bên ngoài người ta không thấy mình làm kính luôn. Camera là mình coi gắn 8 cái camera, gắn 8 camera xung quanh nhà quan sát từ trong ra ngoài hết các bạn. Đó. Ở đây buổi sáng các bạn thấy không, cái đoạn đường này là cái đoạn đường nó cục rồi, nó vào tới đây là nó không có xe lưu thông được, cái này hàng xóm ở đây là nó vào tới đây là hết, không ra được, nên nó rất là an toàn. Ở chỗ này thì buổi chiều buổi sáng mình có thể mình chơi badminton, chơi vụ cái gọi là gì ta, đá vũ cầu, hay là chơi bóng chuyền, chơi tennis, mình chơi đá banh cũng vui lắm không đấy. Đây thì có 1, 2, 3 khoảng chừng độ 8 căn thôi, 8 căn mỗi 4 căn hai bên đó. Thì với bạn xe thì mình đậu ở ngoài đường, mấy bạn thấy sáng rồi, bữa nay thấy sương không, thấy sương ướt hết này đó, đó. Nó ướt hết này đó, mình vô xe thì mình cho nó tàn ra thôi, sương giống như nước đó các bạn, không phải là cũng không sương nhẹ không sao hết đó. Bây giờ mình lên xe nghe, mình đổ máy đi nha. Ở cái xe mình á, cái mâm của các bạn cũng bị bể đó các bạn, các bạn thấy không? Cái mâm này mâm nguyên thủy của Nhật nè các bạn, chạy vô ổ gà nó bể đây, nó bể đây, cái là mình phải đi thay lại, mình mua cái mâm khác, mà giờ nó cái màu này, cái màu này là mâm này. Nhưng mà không sao, chạy được rồi. Ok, đi làm xe, đi làm rồi. Giờ mình vô xe ha. Đây. Thấy các bạn thấy xe của mình không? Cái đồ nghề nè, nguyên người vay đồ nghề. Đây là đồ tóc giả nè các bạn, đồ tóc giả nè. Đó. Rồi mấy cái đồ, mấy cái chân này để mà gắn tóc giả nè ha. Đó. À, gia tài của mình nè, chip rồi mình ăn dặm thôi. Đó. Sáng thì có làm ly sữa, pha ly sữa nè các bạn. Đây, sữa đây, sữa bột pha nước sôi uống. Mình thường thường thì mình làm đó, mình có một cái vali đồ nghề, rồi mình để đây nè các bạn. Đó là cái vali của mình, đây. Đó. Bé, mình sáng mình hay vuốt cái bé này chút xíu. À, mình thích mấy con mèo. Đây là mình là tuổi con cọp cho nên mà các bạn thấy không, xe thì mình cũng để bé cọp ở đây. Đó, cọp của mình này, theo suốt của mình lâu lắm rồi, đi đâu cũng đi theo hết. Rồi máy đi làm ha. Các bạn đi với mình một đoạn đường cho vui nhé, để nghe mình chia sẻ về cuộc sống của người Việt Nam ở Mỹ. Sáng nào đi làm thì cũng không có tránh khỏi tình trạng kẹt xe các bạn. Nhưng mà ở nhà mình thì ra xa lộ cũng gần, những cái lối vào quốc lộ thì cũng không có xa, nhưng mà mình hay đi đường tắt. Cái con đường mình đã đi đang đang đi là đường tắt các bạn, mình không sẽ được cắt lên một bớt đi một đoạn xa lộ, tại vì xa lộ thường giờ cao điểm á rất là nhiều xe đó, cho nên mình đang đi mình đang đi trong đường local, đường trong thành phố, để mà tránh đi tình trạng mà kẹt xe. Vâng, ở bên đây thì nhìn phía tay trái của mình đó các bạn thấy không, người ta đang xây chuẩn bị xây một cái nơi kia, mấy những kiosk buôn bán lẻ, những tạp hóa, có thể là họ làm một công trình gì đó. Nhưng mà các bạn thấy cái đây là hai con đường chính, bởi vì với người ta không có bãi đậu xe, người ta phải xây cái đường hầm đầu với dưới trước, người ta đào móng tới trước. Công trình này cũng là cách đây cũng năm rồi, các bạn thấy vấn đề đào móng nó rất là kỹ lưỡng. Thứ hai nữa, nó nằm ở dưới một con đồi đó, cho nên cái hệ thống sạt lở nó đã đo đạc, nó tính toán rất hay. Trước khi nó là họ dựng cái ngôi nhà lên là họ phải làm cái nền móng nó chắc trước, và xây dựng ở đây thì mình không lo là các bạn ơi. Các bạn thấy phía trước mặt rồi, mình nó làm một cái đường đi vào quốc lộ, freeway đó. Nãy giờ mà mình đi ra đây thì chưa chắc gì mình tới đâu, nhưng mà mình đi trong thành phố đó, cho nên mình ra xa lộ cũng gần.
Bây giờ mình chuẩn bị đi vào xa lộ, USX đi vào đường chạy tự do. Ở bên đây nó gọi là freeway. Ở đây tiếng Mỹ nó nói là nhiều khi nó cảnh cáo mình, các bạn nó vui lắm. Đây nó là highway hoặc là freeway chứ không phải là speedway. Speedway có nghĩa là speed là tốc độ, mà mình nó nói là mình đường này là đường là bạn chạy là cao tốc. Cả xa lộ, xa lộ đường đi xa chứ không phải là đường đi cấp tốc độ. Họ cũng chế nhiễu chọc mình dữ các bạn ha. Đây là những cái xe đang quẹo qua, là họ đang đi gia nhập vào xa lộ, đi vào hướng thứ khác. Từ nhà mình mà đi ra tiệm thì độ khoảng độ 15 phút cái xe. Đúng 15 phút mà nếu không kẹt xe chạy bon 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 15 phút các bạn ơi, cũng không sao. Bây giờ là mình đang đi vào nơi 805 North. Đó, các bạn là mình nhập vô 8 các bạn. Mình thủ chạy luôn. Ở lần bên này các bạn thấy không, cái hình tam giác đó nè, đó là người ta đi hai người trở lên, còn mình một người đi bên này. Cũng ưu tiên lắm các bạn. Đi đông thì qua bên phải, còn đi một người thì qua bên trái. Mình tất cả mọi thứ đều tự giác hết. Các bạn thấy không? Mình đi một người, mình đi qua bên kia cũng được, nhưng mà mình làm gì thì mình thấy ai cũng như mình vậy thôi, thì xã hội này nó điên loạn lên rồi. Đó các bạn thấy, hai người thì đi bên phải ưu tiên, một người thì đi bên đây. Bây giờ mình qua bên kia mình đi cũng được, đâu ai biết đâu. Nhưng mà mình thấy có cái vụ giống như là cái anh bên này người ta đi như vậy, mà mình đi dìm dòm thấy mình thấy có lỗi sao các bạn ơi, mình thấy khó chịu lắm. Bây giờ mình cái mắt mình, cái mắt của họ nhìn mình liếc là họ biết họ coi thường mình rồi, nói mình là người không có văn hóa, không có văn minh ha. Đó mình thấy mình có lỗi các bạn, thấy thì khó chịu lắm. Kệ đi, mình làm gì đó mình làm đúng, mình dạy con cái mình cũng đúng, mình thấy không hổ thẹn các bạn. Còn mình làm sai, mình dạy con mình đúng, mình thấy con người mình giả dối lắm, đúng không các bạn? Tâm sự các bạn cho vui ha, cho quay cho các bạn xem mưu sinh của người Việt ở bên Mỹ sáng như thế nào, rồi đi làm tới nơi sao. Đôi khi các bạn cũng xem những cuộc sống đời thường của những người Mỹ, người Việt Nam, và những cái vấn đề lưu thông xe cộ, sinh hoạt. Mình video của Dũng thì Dũng có nhiều người nói là muốn chơi cái video YouTube thì phải tập trung vào một đề tài nào đó cho nó người ta theo dõi. Mình thì cây nhà lá vườn thôi, mình cũng không có nổi tiếng. Ôi các bạn ơi, mình ta chơi mình làm YouTube ta đầu tư dữ lắm bạn, người ta không đi làm, người ta không có để ý gì, người ta cứ vô tập trung vô thôi. Còn Dũng thì Dũng YouTube giống như một sự rủi ro thôi bạn, người ta đâu có trả tiền cho mình để nuôi sống gia đình mình nhiều đâu. Đó là trừ khi nào mình nổi tiếng, mình có một cái chương trình gì đó, mình dồn hết sức lực ha. Đó, các bạn thấy giống như những anh chàng ở Việt Nam á, đi phượt, đi du lịch khắp nơi thế giới, đã qua những món ăn ngon đó, các bạn thấy không, người ta đã làm từ sơ khởi rồi, lâu lắm rồi. Còn mình là chân ướt chân ráo mới làm YouTube đây mà, làm sao mà sống bằng qua YouTube được. Vì như vậy mà Dũng đều chia sẻ cuộc sống đời thường, ca hát nè, các bạn thấy không, Dũng quay những món ăn nè, Dũng quay về cái sinh hoạt của Dũng với anh Thư, anh Tuấn, hai đứa con của Dũng và vợ Dũng nè, mọi người, để các bạn xem, để các bạn đỡ nhàm chán. Mình cũng thấy những anh chị cũng lên YouTube cũng vừa ca, vừa thư giãn và hát, và sau đó là dồn những cái khéo léo, năng khiếu của mình vào nhà bếp nấu ăn. Đó là những sinh hoạt hàng ngày. Thì như vậy thì nó làm cho người xem cảm thấy ô, chị ấy tài năng quá, nấu ăn rồi ca hát, người ta coi người ta đỡ nhàm chán, hát hoài thì cũng chán các bạn thấy ha. Tại vì tụi mình đâu phải là ca sĩ đâu, thì lên thì mình like cho nhau, mình comment cho nhau để mình ủng hộ động viên thôi, chứ mà hết thật lòng nha các bạn, đừng buồn nghe. Chứ Dũng mà lên mà Dũng hát cho người ta ném trứng gà quá, mình không phải mình chê bai gì, nhưng mà mình thương yêu nhau, mình quý mến nhau, mình đồng hành với nhau, mình kết nối nhau, rồi mình chia sẻ trên Facebook, mình like, nhấn một nút like để mà cho giống một tặng cho ta một món quà, mình coi người ta khoảng chừng 5 phút trở lên, hoặc là mình gửi một lời comment đầy yêu thương. Mặc dù người ta hát đâu phải là ca sĩ đâu, đúng không, như mình thôi, mình cũng đâu phải ca sĩ đâu, mình chê bai người ta chê bai lại mình, ta ghét mình thêm. Cho nên Dũng thấy cuộc sống này ai cũng sống một lần, ai cũng chết ngủm cụ đeo một lần thôi, chứ ai đâu ai sống lại đâu. Thì hơi đâu mà đố kỵ làm gì, ganh ghét làm gì, hận thù làm gì. Mình có trái tim yêu thương,
thì mình trao sự yêu thương ra thì con người mình cũng tràn đầy yêu thương, mình đi đâu mình cũng nở rộ cái khuôn mặt của mình, cái vóc dáng của mình lúc nào cũng đẹp đó các bạn ơi ha. Lâu rồi các bạn không thấy Dũng lái xe đi xa lộ ha, về Việt Nam rồi trải nghiệm những quán ăn, những địa điểm nơi chốn, rồi qua bên đây rồi mấy tháng trời biệt tâm. Mấy bạn biết mấy tháng đó là cũng vừa rồi Dũng nói các bạn là Dũng cũng dồn tâm huyết vào đứa con thứ hai, cái tiệm của Dũng. Thì bây giờ thì có thời gian chia sẻ với các bạn. Dũng xem cái YouTube này, cái lời chia sẻ này giống là một cái kỷ niệm để các bạn lắng nghe lời một bạch của người Việt, người công việc sống ở Mỹ. Có gia đình, có vợ con thì các bạn thấy nó hoay hơn. Mình quay rất là thực tế. Mình nghèo, mình nói nghèo. Mình có con, mình nói có con. Mình có vợ thì mình nói có vợ. Không có gian dối. Thì vậy là nó vui, các bạn thương mến đúng không? Bây giờ thì con đường này đi tới chỗ mình thì buổi sáng nay thì nó hơi kẹt. Nhưng mà mình ước tính thì khoảng độ 10 phút nữa thì mình sẽ tới, 10-15 phút nữa mình sẽ tới nơi mình làm việc. Những ngày như thế này nó rất là kẹt xe. Ở đây thì dù sao thì cũng ngồi trong xe hơi, cho nên nếu mà kẹt xe mà mưa gió gì thì cũng không sao. Nhưng mà mình thấy các anh chị ở Việt Nam mà lỡ mà trời mưa thì thấy thương lắm. Cho nên trong những cốp xe của anh chị lúc nào cũng có cái áo mưa. Lỡ mưa vào thì mình dừng lại, mình thấy những cảnh mưa mà người chồng dừng xe lại lấy ra và che cho vợ ngồi phía sau rồi ôm đứa con phía trước. Mình thấy mình về Việt Nam mình chỉ nhìn thấy gì thôi, mình thấy gì là mình thấy là đó là quê hương rồi. Quê hương chỉ có là những cái khoảnh khắc mà nó bình dân, rồi bán hàng nông, chị bán hàng nông như vỉa hè, mưa ập tới là tự nhiên có một anh bảo vệ chạy ra phụ chị khi như thế này. Mình thấy những cái hành động, những cử chỉ và những cái sinh hoạt mình đời thường với mình thấy mình thương. Dũng thì Dũng không thích vào những cái nơi mà tòa nhà mấy chục tầng để mà ăn uống review thế này kia, tại vì Dũng không phải là Dũng không có cơ hội, mà Dũng thích nhìn những cái gì đó mà Dũng chưa bao giờ nhìn thấy ở Mỹ. Nhìn như vậy thì mình mới thấy đập vô cặp mắt mình mới thương yêu con người ta, mình mới đồng cảm được với người ta, mình mới hòa vào. Nhìn thấy những xa xỉ quá thì mình không có nhìn xuống, đâu thấy những người hơi thua mình. Thời gian này thì Dũng sẽ hát trở lại. Nhiều khi Dũng thấy, nhiều khi mình hát á, mình thấy nó vui, mình thấy mình yêu đời hơn. Chỉ làm áp lực rồi, làm ăn mà business mà bạn lúc này lúc kia ha, lúc chậm lúc bỏng, lúc thì không có gì làm mà lúc thì có làm thì làm không kịp. Nghề nó vậy đó các bạn, cho nên nó làm cho mình đôi khi nó tại sao mình nó là bị stressful, là áp lực tinh về mặt tinh thần. Ca hát nó là một sự xả stress, nó release cái sự căng thẳng suy nghĩ của mình. Không phải vì cái đề mà cuộc sống mà nhiều thứ lắm các bạn. Các bạn cứ ca đi, đừng có ngại là mình ca dở gì hết á, ca cho nó vui, ca cho cuộc sống này nó tươi trẻ, ca thật sự nó giúp cho con người mình khỏe ra đó các bạn. Nghe nhạc cũng rất là tốt. Dạ đó, các bạn thấy mình quay cho các bạn xem cái kẹt xe kinh khủng như thế nào nha. Bây giờ hiện tại trước mặt mình là gồm có 5 lần xe hơi đang chạy các bạn, mà thì mà nay nó chạy thôi, nhưng mà nhường nhịn nhau thôi các bạn, tại đông quá. Tại vì cái vấn đề mà nó nhập lần á, lần xe các bạn, bên này nhập qua bên kia là mình, rồi những cái chỗ thành phố khác trên local là họ hòa vào, họ chào xuống, thì đương nhiên cái xe phía sau nó lại thắng lại, nó nhường thì đâm ra cái nó nhường thì xe sau thắng tiếp, thắng thì đâm ra nó cản trở. Nhưng mà cũng ai cũng từ từ cũng xong thôi, cũng lết bánh tiến về phía trước thôi, nhường nhau nhường lại thôi. Mình đi cái xe này á các bạn, nhỏ cho mình luồn lách cho dễ. Đó. Bây giờ mình đang đi bên đây nè, cái lẹ nè, mình đang lợi dụng cái lần này mình đi trở lại lên kia mình nhập qua. Đó, đó.
hồi nữa mình đi đây cái mình nhập qua cái lần này làm chết, cái lần này hồi nữa là nó hết rồi, nó đứng cục rồi đó. Chạy xe nó cũng là một bài toán tính toán, nhưng mà tính toán làm sao là vừa phải, là đừng có mà dương ngoa quá rồi ha. Đó, mình đã vượt qua được 20 chiếc xe, nghĩa là mình được cắt được 5 phút. Thì cái này người ta còn không phải là gian manh đâu nha các bạn, khôn khéo thôi. Nhưng mà mấy mốt mình thấy người ta đi vậy mình đừng có chửi người ta nha. Tại vì mình đi được, người ta đi được, mình thấy ồ người ta đi được, người ta cũng lấn gì như mình thì mình nhường lại. Đời nó vậy thôi, mình làm được người ta làm được, mình đừng thích khóe người ta. Xuống dưới bên kia là nguyên một lần xe cộ, là gồm có 5 lần xe đều kẹt, thì mình dập vào. Thì mình vào bên đó xong rồi mình chạy một đoạn nữa là mình vào cái lối exit để mình vào thành phố nơi mà mình có tiệm ở đó. Bây giờ mình đi vào một cái xa lộ, một cái đường nhỏ khác, nó tên là 163 các bạn. Đi vào trong đây là mình chuẩn bị tới tiệm mình rồi. Tiệm mình nằm trên một con đồi, phải lên một con dốc, mình nhìn phía trên, nhìn xuống cũng dễ thương. Khu vực này thì tên là Linda Vista, thành phố Linda Vista. Còn cái tiệm của vợ mình đó là Chula Vista. Hai vợ chồng đầu sông cuối sông các bạn, giống như là người làm ở Sài Gòn, người làm ở Mỹ Tho các bạn ha. Bây giờ thì mình vào cái exit này và sẽ chuẩn bị tới thành phố nơi mình làm việc. Hồi nãy giờ thì những cái đoạn đường mà trên xa lộ thì mình cũng không có muốn quay nhiều cho các bạn xem chóng mặt, cũng là những cái vấn đề kẹt xe. Mình video mình thường thường mình quay mình tóm gọn là những cái cảnh nào đó các bạn xem thích thú hơn, đỡ hơn là quay đi một cảnh mà nó nhàm chán cho người xem. Dũng quay rất là thực tế, cắt bớt để giảm bớt. Vâng, nó sẽ là một cái trên đầu các bạn ha. Mình sẽ đi vào cái con đường nhỏ này, đoạn này thì nó gần cho mình quay luôn đó. Mình sẽ đi vào theo cái vấn đề những xe phía trước có hậu hiệu các bạn, đèn xanh là mình quay luôn. Rồi. Đấy. Rồi bây giờ mình chạy lên đồi nha, lái lên đồi nha. Wow, các bạn thấy những nhà ở trên, hai trên nhìn lên nhìn xuống không? Đây là cái con đường ở phía nhỏ, giống như Đà Lạt các bạn. Có bạn welcome Linda Vista, mà chào mừng các bạn đến thành phố của chúng tôi Linda Vista. Hai bên là những cái rừng cây thông, rừng cây, nhìn giống như là mình chuẩn bị đi bên vượt đèo Đà Lạt đi vào thành phố các bạn. Dễ thương ha, cây xanh không, nhà trên ở trên nhìn xuống. Một con đường rất là lãng mạn, mỗi lần mình đi làm thì tới đây thì tự nhiên mình nhớ bỏ lòng Đà Lạt quá các bạn ạ. Quê mình thì một thành phố Bảo Lộc, sơ khởi nó là một thị xã, rồi tới thành cái huyện và bây giờ nó là thành phố Bảo Lộc, một thành phố rất đẹp, hiền hòa, dễ thương. Từ Bảo Lộc đi tới thành phố Đà Lạt khoảng độ 100 km, cũng không xa đâu các bạn. Cây thông trồng rất thẳng tắp hai bên đường, nhìn thật sự ra mình tưởng đang đi trên đường Nguyễn Chí Thanh, từ quán bún bò Thiên Trang tới khách sạn Anh Đào, khách sạn Ngọc Lan, hai bên đường. Với mình thì có một cái tinh thần mê du lịch. Du lịch thì mình chỉ có về Việt Nam thôi, mình mê về Việt Nam lắm. Quê hương mình mà, ai là không thích quay về. Quê hương thì quay về không sao cả.
Video này mình sẽ ngừng lại khi mình tới tiệm, tại vì như mình đã nói là cái video này mình quay về cuộc sống đời thường, rời nhà, đi tới tiệm, đi làm. Sau này thì những cái sinh hoạt ở tại tiệm như thế nào, bên trong ở sau thì mình sẽ làm cho các bạn xem một cái video để mà các bạn nhìn thấy cuộc sống của Dũng là mỗi lần mở chìa khóa vào tiệm rồi sẽ bước kế tiếp Dũng làm gì rồi sao sau đó nó còn những cái video dài. Mình quay nhiều quá thì các bạn xem nó rất là nhàm chán, nó không phải như bộ phim Titanic. Đây, bộ phim này, cái video này mình gom gọn lại độ khoảng chừng độ 25-28 phút đổ lại, đối với các bạn thì xem cũng hơi dài, mong các bạn thông cảm. Rồi, bây giờ thì đó là thành phố các bạn. Anh đã vào thành phố và thời Dũng làm việc ở xung quanh thì những chung cư rất đông, nhà cửa thì rất là nhiều và những khu thương mại thì sầm uất lắm các bạn. Rất là nhiều khu thương mại, bác sĩ, chợ, quán ăn, nhà hàng, khai thuế, tiệm vàng, tiệm bán quần áo. Đó, các bạn đây bây giờ mình sẽ quẹo vào ở chỗ này. Quẹo vào ở chỗ này là tới tiệm của mình rồi. Kế bên mình là một cái tiệm cơm rất nổi tiếng, bán bún bò, cơm tấm, bún măng vịt rất là tốt các bạn ơi. Đó, sẽ vào đây. Đó, các bạn thấy tiệm mình không? Beauty màu vàng đó các bạn. Đó, ha. Đó, thấy không? Mình nhìn ở cái tấm bảng treo á, Reno Benin mới khai trương các bạn. Bây giờ mình sẽ dê xe, dê cái đít vô. Rồi, kế đối diện mình là một cái tiệm vàng Kim Mỹ, chuyên gian bán vàng kim cương. Đó, mình chạy thì thường thường mình có thói quen mình hay cái dê cái xe vô các bạn, dê cái đít vô để mình đi về cho khỏe. Rồi, đứa con tinh thần của mình đây các bạn. Cuộc sống mưu sinh của mình là đây. Mình thì coi cái tiệm này, vợ mình coi cái tiệm khác. Như mỗi ngày thì Dũng sẽ ra những video tiếp theo để quay cho các bạn xem bên trong có gì. Cảm ơn các bạn đã xem video của Dũng quay từ ở nhà mà tới nơi làm việc. Bây giờ Dũng sẽ làm những cái việc còn lại, nó hơi rắc rối, cũng không có quay nhiều quá, các bạn xem nhàm chán. Các bạn theo dõi ủng hộ video của mình nha. Anh Dũng, US Family, cuộc sống ở Mỹ. Chào các bạn, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và bình an.